Ai đó đã từng nói với tôi rằng thế giới sẽ cuốn tôi không phải là công cụ sắc bén nhất trong nhà kho. Cô ấy trông như ngớ ngẩn với ngón tay và ngón cái của mình hình chữ L trên trán của cô ấy. Chà, những năm bắt đầu đến và chúng không ngừng đến chán nản với các quy tắc và tôi bắt đầu chạy không có ý nghĩa gì nếu không sống cho vui. Bộ não của bạn trở nên thông minh nhưng đầu của bạn bị câm rớt. Nhiều việc phải làm, rất nhiều điều để xem, vì vậy có gì sai khi đi ngược đường. Bạn sẽ không bao giờ biết nếu bạn không đi, bạn sẽ không bao giờ tỏa sáng nếu bạn không tỏa sáng này. Bây giờ bạn... Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming thanks to the rules. And I... I have done half of that, by the way. and it's nothing like that when you play that sort of thing.